mời quý vị cùng phiêu lưu mạo hiểm với chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Cặp số 1, Nhâm Kỳ Đồng. Số 2, Nam Kiều Đồng. Số 3, 1.250.000 đồng. Chấp nhận. 21.
chấp nhận. Không chấp nhận. Hai mươi hai. Hai chục ngàn đồng. Ngân hàng chào giá. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Ngân hàng chào giá. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Hai mươi bốn. Một triệu năm trăm nghìn. Ngân hàng chào giá. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Cặp 25. 20 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta cùng xem kết quả ẩn số cuối cùng trong chiếc cặp. Và bây giờ chúng ta cùng xem kết quả ẩn số cuối cùng trong chiếc cặp. Và bây giờ chúng ta cùng xem kết quả ẩn số cuối cùng trong chiếc cặp.